Ăn trong chánh niệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong cuốn sách Ăn trong chánh niệm, sống trong tỉnh thức, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhắc đến khái niệm ăn trong chánh niệm, nghĩa là ăn uống có tư duy, có sự lưu tâm. Đây không phải là chế độ ăn kiêng, mà tập trung vào những trải nghiệm khi ăn. Người tập ăn trong chánh niệm sử dụng tâm trí để xem xét, đánh giá những tác động xung quanh đến việc ăn uống. Khái niệm này có nguồn gốc từ giáo lý Phật giáo. Giống với các hình thức thiền định như ngồi thở, đi đứng, nhiều thiền sư khuyến khích người ăn chú ý đến cảm giác khi ăn. Cách cơ bản để tập ăn trong chánh niệm là từ từ cảm nhận từng phần của thức ăn, đặt đĩa ăn vào miệng, không quan trọng đó là món gì, nhưng hãy biến nó thành thứ bạn yêu thích. Giả sử bạn đang ăn một đĩa mì nóng hổi, thơm phức, sau khi ăn một miếng, hãy đặt đĩa xuống. Điều này khó khăn hơn bạn tưởng tượng rất nhiều, bởi miếng cán đầu tiên rất ngon, nó thôi thúc bạn ăn thêm miếng thứ hai. Lúc này, người tập ăn trong chánh niệm cần chống lại phản xạ của cơ thể, nhai từ từ, ngừng nói, cảm nhận kết cấu sợi mì, màu sắc của nước sốt trong tô, mùi thơm hơi nước bốc lên. Tiếp tục làm điều này trong suốt bữa ăn, bạn sẽ trải nghiệm những niềm vui hoặc cả sự thất vọng đối với món ăn. Đây được gọi là ăn uống trong chánh niệm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh tin rằng ăn uống lơ đễnh là nguyên nhân sâu xa của nhiều vấn đề sức khỏe như béo phì, do đó ăn trong chánh niệm là chìa khóa cho một cuộc sống hiệu quả. Trong cuốn sách Ăn trong chánh niệm, sống trong tỉnh thức, thiền sư nhận định phần lớn việc ăn uống của con người diễn ra ở chế độ tự động do nhịp sống hối hả. Chúng ta không chú ý đến lượng thức ăn được phục vụ, việc chúng ta đã ăn bao nhiêu, mùi vị của chúng như thế nào. Mức ăn uống của chúng ta phụ thuộc vào các hình ảnh bên ngoài như kích thước bát, đĩa hoặc phần ăn. Thiền sư viết, vì vậy con người hiện đại dễ rơi vào tình trạng biến dạng khẩu phần và mất khả năng tự nhận thức lượng thức ăn phù hợp với cơ thể. Trong một nghiên cứu khoa học, các chuyên gia đã cho sinh viên tốt nghiệp tự lựa chọn đồ ăn của mình từ bát đĩa có kích thước khác nhau. Kết quả cho thấy người dùng bát đĩa lớn ăn nhiều hơn 56% so với người dùng bát đĩa nhỏ. Kích thước khẩu phần ăn càng lớn, việc tính toán lượng calo càng khó khăn. Toàn bộ môi trường xung quanh chúng ta đều tạo điều kiện cho việc ăn uống không chú tâm, từ quảng cáo trên TV đến thức ăn nhanh, các thực phẩm không lành mạnh trong siêu thị. Dưới góc nhìn của một số chuyên gia, hành động tưởng chừng đơn giản nhất như ăn chậm, thực sự thưởng thức món ăn có thể là phương thuốc cho các vấn đề sức khỏe phát sinh từ lối sống công nghiệp. Theo thiền sư, thực hành chánh niệm có thể giúp con người tránh khỏi những sao nhãng bên ngoài, tránh ăn uống vô độ và có cơ thể khỏe hơn. Người tập chánh niệm nên lắng nghe cơ thể, ăn khi đói, dừng lại khi no, ăn đúng bữa, đúng nơi quy định, không ngồi trong ô tô, không ăn trong khi xem TV. Thiền sư cũng đề cao tầm quan trọng của các thực phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe. Theo ông, người tập cần gác lại tất cả công việc khác khi ăn uống. Thiền sư chia sẻ một chế độ ăn chay bổ dưỡng, không dùng bất kỳ sản phẩm nào từ động vật, gồm cả trứng sữa. Bữa sáng là cháo yến mạch, bánh mì tự làm, đậu hạt tự trồng tại làng, trái cây và đôi khi là các món bún, phở hay xôi. Bữa trưa dùng cơm, rau xào, đậu phụ, canh, rau củ hay salad và một ít đồ ngọt tráng miệng. Món tráng miệng theo kiểu Việt Nam có chè với các loại đậu và theo kiểu Tây là bánh ngọt chay. Buổi tối thực đơn là món ăn nhẹ với cơm, canh và một ít rau quả. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 ở tuổi 96. Thiền sư là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân và cả cuộc đời ông hoạt động không ngừng nghỉ để kêu gọi hòa bình, đưa Phật giáo Việt Nam vươn ra trên thế giới. Trước số ca mắc tăng cao, hệ thống y tế cơ sở quá tải, đã có nhiều mô hình được mở ra để đảm bảo người dân được tiếp cận y tế một cách sớm nhất và kịp thời. Đặc biệt, khi phần lớn F0 là ở thể nhẹ được theo dõi và điều trị tại nhà, thì mạng lưới thầy thuốc đồng hành là mô hình đã và đang phát huy nhiều hiệu quả. Thành lập vào tháng 7 năm 2021, mạng lưới thầy thuốc đồng hành được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khởi xướng và thành lập với mục đích hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà trên cơ sở huy động các bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ người bệnh. Đến nay, sau 6 tháng hoạt động, mạng lưới đã có mặt tại nhiều tỉnh thành, thực hiện hàng triệu phút gọi với số lượng bác sĩ tham gia rộng khắp trên cả nước. Trong giai đoạn đầu thì khoảng tầm độ hơn 1.000 người trong một tháng, xong rồi tăng lên 2.000 người, rồi 4.000 người. Và đến hiện tại thì bây giờ đang là 12.300 người, thì có khoảng 2.500 các bác sĩ đang hỗ trợ cho Hà Nội. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, hiện mạng lưới đang theo dõi gần 50.000 F0 điều trị tại nhà, gấp 5 lần số F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế và khu thu dung. Với con số lớn như vậy, gắn chặt với y tế địa phương và ứng dụng công nghệ là cách mạng lưới đang vận hành. Chúng tôi gắn chặt với y tế địa phương hơn và đồng thời là mở rộng phát triển, ứng dụng nhiều hơn các cái hệ thống khoa học công nghệ để làm sao để giúp cho việc là F0 ở tại nhà thì có thể chủ động để theo dõi được sức khỏe của mình cũng như là chủ động liên hệ được với chúng tôi
qua các cái đầu số. Hiện nay ở thành phố Hà Nội trung bình một ngày khoảng từ 20 đến 30 bệnh nhân trong cấp độ là phải đánh giá lại sàng lọc nguy cơ. Cái thời gian mà để chuyển viện cho bệnh nhân thì tầm khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng và mình sẽ check chéo lại y tế địa phương để xem trường hợp này đã được cấp cứu chuyển viện kịp thời hay chưa, lúc đấy mới kết thúc hỗ trợ cho bệnh nhân. Theo một số thống kê, 90% các ca bệnh sau thời gian được theo dõi, chăm sóc, điều trị từ xa đều khỏe mạnh. Vì vậy, người bệnh COVID-19 thể nhẹ nên yên tâm điều trị tại nhà. Trong trường hợp cần hỗ trợ, nếu chưa liên lạc được với y tế địa phương, có thể gọi tới Tổng đài 1022, nhánh số 3 để được mạng lưới thầy thuốc đồng hành hỗ trợ. Dự án làm đường thi công rầm rộ cả ngày lẫn đêm, gây bụi bặm, ô nhiễm tiếng ồn, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Thêm vào đó, nhiều ngôi nhà bị nứt nát, khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn thi công của công trình. Tình trạng trên diễn ra tại thôn Trấn Nam, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Dự án xây dựng đường nối với tuyến đường ven biển Hải Phòng-Thái Bình chạy qua xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, từ khi thi công đến nay đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây. Nắng thì bụi bặm mù mịt, mưa thì lầy lội, trơn trượt. Cả một đoạn đường dài vài km đều chịu chung tình trạng này, khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Anh Tĩnh vừa xây dựng ngôi nhà này được hơn một năm, nhưng chỉ vài tháng làm dự án đường thi công, những vết nứt ngang dọc tường nhà, nền nhà và ban công đã xuất hiện, khiến anh và gia đình hết sức lo lắng. Khói bụi ô nhiễm, các cái xe tải hạng nặng cũng như là các cái xe lưu, xe cẩu rồi là các xe đóng cọc của công trình thì là trong cái quá trình vận chuyển thi công công trình đã đi qua cái tuyến đường này làm ảnh hưởng rung chấn. Rung chấn ở đây là mật độ là đi trên 200 xe các loại một ngày thì nó ảnh hưởng đến là gây lún nứt sân xướng nhà cửa. Không riêng gì nhà anh Tĩnh, các hộ dân lân cận cũng chịu chung cảnh ngộ. Những bức tường trực chờ đổ sập bất cứ lúc nào. Những tấm lưới ngăn bụi cũng không chịu nổi trước áp lực qua lại của các xe tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng. Sáu gia đình chúng tôi rất y là bức xúc về câu chuyện làm cái cầu tạm. Cái thứ nhất là tiếng ồn, cái thứ hai là khói bụi, cái thứ ba là rung chấn động. Tôi cũng đề nghị ở chỗ. Anh Tĩnh và các hộ dân ở đây còn bức xúc một nỗi. Công trình xây dựng đã thi công được vài tháng. Nhà cửa đã nứt ngang, nứt dọc rồi. Phía đơn vị thi công mới đến ghi nhận hiện trạng công trình. Trong khi đó, hiện trạng công trình nhà ở của các hộ dân thời điểm trước khi làm đường không hề được ghi nhận. Trước khi các anh đặt cái cầu tạm ở đây, các anh phải đi giám định bốn quanh gia đình nhờ chúng tôi xem có ảnh hưởng có vị gì hay không. Thế nhưng mà không xem xét gì cả, đến bây giờ 4 tháng nay rồi. Đến bây giờ gia đình nhà chúng tôi xảy ra chuyện nứt nát, hỏng hóc, nọ kia đủ thứ. Con cháu chúng tôi phải chạy nàng để không được ở nhà một khói bụi, ồn ào các cháu ăn học không được, giờ phải giải tán vào trong chỗ khác. Khi có ý kiến người dân thì bắt đầu mới tiến hành làm. Tức là người ta cứ tự động như thế nào? Người ta làm theo, người ta không báo cáo ai. Địa phương cũng chả nắm được cái gì đâu. Báo ngay cáo. Về cái thiết kế địa phương không nắm được. Nắm thiết kế chúng tôi chả nắm gì. Mang những bức xúc của người dân đến với đơn vị chịu trách nhiệm thi công dự án là công ty Trung Thủy. Phía đơn vị này cho biết đã ghi nhận hiện trạng nhà dân bị nứt nát. Công ty cũng khẳng định có ghi nhận hiện trạng công trình trước thời điểm thi công. Tuy nhiên, lại không thể trình ra được biên bản ghi nhận cụ thể. Công trình làm đường hiện vẫn đang rốt ráo thi công để chạy tiến độ. Ngày ngày, cuộc sống người dân vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi sự thiếu an toàn trong thi công của công trình. Và những thiệt hại thì chưa biết đến khi nào mới được đền bù thỏa đáng. Thưa quý vị, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại Quảng Nam thì hơn 300 ngôi nhà mới được bàn giao, hàng nghìn suất quà ngược núi được chuyển đến tận tay bà con đồng bào nghèo vùng ở đây. Niềm vui, nụ cười đã kịp trở lại trên những vùng thiên tai sạt lở núi ngay trước Tết cổ truyền của dân tộc. Những ngày cận Tết, gia đình chị Hồ Thị Thu, xã Tràng Cang, Bắc Trà My rộn ràng niềm vui.
bởi ngôi nhà mới xây kiên cố, vững chắc đã kịp hoàn thành. Bà Thu là một trong 75 hộ đồng bào Ca Dong ở Bắc Trà My bị sập nhà do mưa lũ, sạt lở, giờ được nhận nhà mới trước Tết. Niềm vui của chị Thu cũng là nụ cười chung của bà con vùng thiên tai Quảng Nam. Cũng mừng chứ, có đưa nhà cửa cũng an tâm rồi, cũng vui rồi trong tâm lòng của mình. Hiện nay riêng cái nhà mà bị thiệt hại do cái cơn bão số 9 vừa qua thì đã làm xong. Rồi hiện nay thì bà con trong cái Tết này thì bà con có cái nhà ở đầm ấm và đón Tết vui vẻ. Hai năm liên tiếp hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai, sạt lở núi. Song với nỗ lực không để người dân nào đói ăn, thiếu mặc trong dịp Tết, Quảng Nam đã trích ngân sách hơn 100 tỷ đồng để chăm lo Tết cho bà con. Ngược núi để trao tận tay bà con vùng thiên tai sạt lở. Đến nhận quà hôm nay gồm có những bánh kẹo nè, gạo nè, rồi rau củ quả. Đó là những cái thứ mà cần thiết cho dịp Tết. Và nhờ những cái món quà đó mà năm nay là gia đình em không cần phải lo nữa. Và qua đó cũng là gắn kết một cái sự đoàn kết giữa đồng bằng và miền núi. Ủy ban nhân tỉnh thì hôm nay cũng đã cho chủ trương để các huyện mua gạo để cấp hỗ trợ cho bà con trong cái dịp Tết này, những gia đình mà gặp khó khăn thì khoảng 1.400 tấn, làm sao đó mà coi như là một cái Tết đến với bà con thật là ấm cúng mà vui vẻ thiết thực. Với bà con vùng thiên tai sạt lở núi Quảng Nam, đón Tết trong những ngôi nhà mới được nhận quà từ chính quyền, các nhà hảo tâm, một cái Tết yên vui, no đủ, ấm cúng đã và đang đến với bà con vùng cao. Nụ cười đã trở lại trên bao gương mặt đồng bào Cơ Tu, Ca Dong, Co, Rẻ Chiêng. Mùa xuân đã về với những bản làng bình yên. Nợ lương và các chế độ cho người lao động trong thời gian dài không trả, nên hàng chục công nhân từng làm việc tại nhà máy gạch Phong Niên thuộc công ty Likogi, Quảng Ngãi đã kéo đến trước cổng công ty này để mà đòi quyền lợi. Và trong ngày 24 tháng 1 thì công nhân đã treo băng rôn và yêu cầu công ty này phải giải quyết dứt điểm các khoản nợ. Băng rôn đòi nợ được công nhân treo trước cửa công ty Likogi Quảng Ngãi. Những công nhân này từng làm việc tại nhà máy gạch Phong Niên nhưng đều đã chấm dứt hợp đồng lao động ngay sau khi nhà máy gạch Phong Niên đóng cửa vào năm 2019. Theo phản ánh của công nhân thì các khoản nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc, chế độ thai sản đã bị công ty ngâm, không được thanh toán trong thời gian dài, thậm chí nhiều lao động không chốt được sổ bảo hiểm xã hội ngay sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm thất nghiệp cũng không được chi trả theo quy định. Công ty là không biết là lý do sao mà cho công nhân nghỉ việc. Nhưng mà cuối cùng rằng là các chế độ là không thanh toán gì hết cho công nhân hết. Công ty thiếu nợ chị là chị đến là chị đòi nợ thôi, chứ chị còn cái việc công ty làm kia làm nợ là làm công nhân mà làm sao biết được. Phải trả lương, nợ lương, chốt sổ bảo hiểm và có cái khoản tiền như là tiền hỗ trợ cho người lao động. Ông Lưu Trọng Hà cũng là một trong số rất nhiều công nhân có chung cảnh ngộ. Công ty Likogi Quảng Ngãi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông vào tháng 3 năm 2020, kèm theo thông báo số tiền trợ cấp thôi việc mà ông sẽ nhận là hơn 36 triệu đồng. Vậy nhưng gần 2 năm trôi qua, ông vẫn chưa nhận được số tiền này. Rất là bức xúc đối với công ty. Thứ nhất là nợ tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền hỗ trợ thất nghiệp nè, đâu rồi hỗ trợ thôi việc, rồi là tiền lương, tiền ốm đau thai sản, công ty nợ hơn năm nay không chịu trả cho công nhân. Công nhân không biết đi đâu cho nên bức xúc quá, bữa nay công nhân mới bắt đầu mới làm ăn luôn, thấu hiểu, để vô đây để đòi cái quyền lợi chính đáng của người lao động. Trước sự bức xúc của công nhân vì công ty Likogi Quảng Ngãi nợ lương và chậm giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động, VTC1 cùng nhiều cơ quan báo chí khác đã liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Ngọc Thiên, giám đốc công ty Likogi Quảng Ngãi để làm việc, nhưng vị lãnh đạo này đã khất cuộc gặp. Ông Nguyễn Ngọc Thiên, giám đốc công ty Likogi Quảng Ngãi thông tin là do gặp khó khăn trong kinh doanh nên sẽ cố gắng trả một phần nợ lương cho số công nhân này trước Tết. Sau Tết sẽ phù hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, thai sản, ốm đau cho khoảng 30 công nhân từng làm việc tại nhà máy gạch Phong Niên.